Các bạn thấy cảnh chích cá trên sông rồi đúng không? Đó, quay lại cho mọi người thấy. Nghĩa là khách phóng sanh mà đi á, là mấy anh chích cá sẽ xuất hiện. Nhưng mà những con cá xui xẻo lắm là nó bơi dọc hai bên bờ mới bị chích thôi. Bởi vì cái điện này nó chỉ có phạm vi trong vòng 10 mét thôi, chứ nó không có xa. Mà cái sông này nó rất là to, nên không bao giờ người ta chích cá ngoài giữa dòng được, chỉ chích cặp bờ thôi. Nên mình đi thả cá phóng sanh mà ở những cái sông mà nó quá là hẹp, chắc chắn là người ta sẽ chích sạch cá ở đó luôn. Người ta cứ chạy lên chạy xuống là hết cá. Nên thả cá ở sông Sài Gòn vậy mà tốt hơn ha. Đây cận cảnh chích cá trên sông. Chích. Nói về việc từ thiện nha. Đây, chuyên gia gia nhập rất nhiều nhóm từ thiện. Và sau đây anh ấy sẽ chia sẻ kinh nghiệm đi từ thiện của mình, rồi gì cũng bè phái gì luôn, tranh giành quyền lực gì rồi, đi làm từ thiện mà giống như đi hành nghề, làm nghề thăng quan tiến chức gì đó mọi người. Đây là cuộc sống thật sự. Rồi, mời anh chia sẻ. Nói đi. Đây là ở đây học cắt vậy nha. Phật tử. Đây là nói chung là thăm nhóm nhiều từ thiện. Mà nhóm nhiều khi nó cũng có một cái ham muốn dân lợi gì á, là để cho nó lên lân nhóm. Ở cuộc nó mình không được vậy là nó bôi xấu đủ thứ công việc như mình. Nó ảnh hưởng đến cái công việc của nhóm từ thiện. Bởi vậy nên các người hãy cảnh giác. Miệng ta nó xấu nhiều lắm rồi ha anh. Thấy không? Tội nghiệp không? Cái miệng không có lanh lẹ. Thử ai mà gặp tôi ngoài đời coi, cho nói trên mạng thoải mái luôn, gặp ngoài đời nói miệng chắc chưa chắc mà lại tôi nè. Miệng bằng ba miệng người ta đó. Đúng không anh? Tôi làm từ năm 2000 rồi, sinh hoạt cũng rất là nhiều nhóm. Nhưng mà mấy cái nhóm nó cứ tan và hợp, nó cứ như vậy. Thì nó cứ tan rã rồi nó hợp lại thành những cái nhóm khác. Người ta sinh hoạt ở đây một thời gian, cái mình lại đi qua nhóm khác sinh hoạt thời gian. Rồi có những người lâu năm rồi người ta bệnh, người ta già, người ta chết hay người ta đi nước ngoài thì nhóm nó cũng tan rã. Nên việc làm từ thiện này á, mình phải thuận theo duyên, nghĩa là mình đến với nhau rồi mình cùng chung chí hướng rồi mình làm việc thiện, chứ mình đừng có mưu cầu danh lợi. Bởi vì mình mưu cầu danh lợi thì cái phước báo mình nó bị mất đi hết, không được gì hết. Từ thiện phóng sanh hay là làm công quả chùa cũng như vậy nha mọi người. Hoan hỷ hết đi, cứ làm anh cũng hoan hỷ đi, bỏ qua cho mọi người hết đi ha, không có gì đâu. Đời mà. Đi bơi không? Xuống đây bơi luôn. Một con cá chê bị chích điện xong nằm liệt nãy giờ. Nước cạn rồi đi không được. Đó. Giờ mấy anh chích điện á, đó nó tê hết trơn rồi, nó nằm đơ luôn. Ghe vớt cá là cứ lên xuống như vậy, không cá nào chịu nổi đâu. Nhưng mà nếu mình thả cá giữa dòng sông á sẽ tốt hơn. Đó là lý do mình đi thả cá mà ở những cái khúc sông nó quá hẹp quá nhỏ, là sẽ tạo cơ hội cho mấy anh chích điện nhiều hơn. Còn sông lớn này thì có thể là cá nó sẽ thành công về thiên nhiên được 80-70%. Tôi đang đứng chờ một nhóm phóng sanh nữa đang đợi. Họ sắp đến rồi nhưng mà một làn gió thổi qua thấy lạnh bụng, đau bụng quá, chắc thôi đi về quá. Đợi nãy giờ. Cái này nó hù con thôi, nó thử con tao có sợ gì không. Tao cũng có lần rồi cũng mua. Rồi giờ nãy giờ mày có thấy mấy cái bịch tao không? Mấy ổng không lấy mấy cái bịch. Đêm này là thả ra giữa dòng là mấy cô an tâm. Được không? Tao có thả chưa? Con thả hoài. Điển hả? Dạ. Nên biết là không có thả gần đây, mấy con cá nó sẽ tấp vô đây, nó bị chích điện. Ra giữa dòng á, xong cái nó bơi luôn. Tại vì lần đầu tiên là cô tới đây là nó cạn như vậy. Còn mấy bữa cô canh nước lớn dữ lắm. Đúng rồi, nó lên đây đâu có thả bắt.
bóp hai tay anh Diệp ơi, bóp hai tay. Bóp hai tay anh Diệp ơi. Chờ quá. Cái này chờ quá. Anh em đang ra giữa dòng thả cá phóng thân giùm hai quý cô này, trong khi chờ nhóm của mình tới. Nhóm mình lâu quá trời, cái gì vậy, đi đâu vậy mấy huynh? Sáng này lúc 5 giờ sáng là thả 5 tấn cá trên sông Sài Gòn rồi, có anh Đức ảnh quay rồi, còn tôi là đi thả cá ở Lê Minh Xuân đó. Bây giờ còn một xô thả cá nữa rất là lớn, muốn tôi đi nữa nhưng mà bắt đợi lâu quá, đau bụng quá, lẹ đi. Sư huynh, em đề nghị chuyến này đi xong mình về rồi. Có duyên hẹn gặp lại nhóm sau, lâu quá. Tour này để cho Đức tự xử đi. Thấy hợp lý không? Về thôi. Hẹn gặp lại các bạn dịp sau nhé. Rồi anh ấy không muốn về luôn hay sao ấy, lụm ve chai luôn. Rồi đi, mình đi con trời đi. Lụm ve chai kiếm sống luôn rồi. Đi lụm vàng không? Mới nghe anh Ba Tây giới thiệu. Anh Long ở đây là anh Long lụm vàng luôn rồi đó. Ở đây lụm vàng được nha. Người ta hả đi vệ sinh rớt vàng xuống đây nhiều lắm nè.